đến với video tiếp theo chợ hoa cây cảnh thị xã Sơn Tây phiên sáng nay chủ nhật 21 tháng 10 2018. Tôi thấy có một cái xe thường xuyên chở đến đây bán cây cảnh, anh không đặt xuống dưới mặt nền của chợ mà anh để luôn trực tiếp trên xe. Một số những tác phẩm cũng lớn. Đây là số điện thoại của cái cơ sở canh gắn biển bán cây cảnh. Đây là số điện thoại. Và tôi thấy một cái bể rất lớn. Cái cây xanh này anh đá này làm lâu chưa? Lâu rồi đấy. Bao nhiêu năm rồi? Tầm 20 năm rồi. 20 năm rồi. Anh đem ăn chợ để bán thì giá anh giao lưu là bao nhiêu? 35 triệu. Cái này nó là Tam Sơn à? Tam Sơn. À đúng rồi. Khanh Nam Điện. Đỉnh ở giữa lớn và hai ngọn nhỏ hai bên. Và ở đó cũng có hai cái bóng của hai cây xanh nhỏ hơn. Nhưng không thể gọi là cây tử được anh. Nó là Tam Sơn. Đấy, bên này. Và một cái thân chính ở giữa. Có phải xanh Nam Điền không? Nam Điền đây. Nam Điền đây. Đây là bóng dáng tổng thể của xanh ôm đá Tam Đa mà chủ cây vừa báo giá là 35 triệu. Tôi cũng vừa chụp cái biển anh ghi là bán cây cảnh và số điện thoại của chủ cây. Chúng ta có thể giao lưu qua số điện thoại. Hiện tại cây đang đặt ở chợ hoa cây cảnh thị xã Sơn Tây. Tiếp theo là trên xe chúng tôi thấy có cái bể sung lộc vừng và xanh. Đây là bể sung. Những cái cây sung và xanh và lộc vừng tầm nhỏ hơn. Bể sung này bao nhiêu nhỉ? 3,5 triệu bể sung này. Thế còn cái bể bật lộc vừng bên này? 4 triệu. Và đây là một tác phẩm xanh nữa tầm nhỏ cũng đang đặt ở trên bệ xe. Tôi cũng muốn chia sẻ và để lấy cái báo giá của anh chủ vườn cho các bạn tham khảo. Bệ nhỏ này thì bao nhiêu? Cái đấy á? 4,5 triệu. 4,5 triệu, tôi đang soi đến cái bệ xanh này. Báo giá 4,5 triệu. Nam Điền á? Nam Điền cơ? À thế à? Thế nghe chừng cũng dễ chịu nhỉ? Và đây là cái bệ xanh chắc là nhỏ nhất trong xe của anh. Vâng. Thì mấy, bao nhiêu tiền? 1,2 triệu. 1,2 triệu à? Nhiều năm sau cây nó đẹp.
sẹo này đến khi mà nó kín sẹo cái là nhìn nó đẹp ý. Người ta còn đang tạo sẹo và tạo u biếu mà. Quay ngược lại nè. Và một cây khế dáng trực. À, khế dáng văn nhân như thế này cũng rất hay. Cây khế này cũng của mình à? Bao tiền? 750. À, cây khế này khế chua. Mà tuổi đời cũng tương đối cao rồi. Đó. Anh đã tạo được một cái dáng trực văn nhân. Dáng dáng khế mà dáng tùng đấy. Và đây là cây mai tứ quý. Cây mai tứ quý là bao nhiêu? 1,2 triệu cây mai tứ quý này. Vậy là bao nhiêu tiền cây sam này anh ơi? 550. Vâng, thế là cuối cùng chị áo xanh cũng mua được cây sam. Hai anh chị. Đúng rồi. Những người mặc đồ xanh này chơi cây cảnh là chơi sang lắm ấy. Cây dưới dáng siêu này bao nhiêu anh? 750 cây dưới dáng siêu. À, được cái thân côn nhỉ? Bể được. Cái sung này bao tiền? 750 không ạ? 750 cái sung này. Có quả rồi đấy chứ? Đây chung hết được quả. À tức là mình cắt về cái nó vâng. À, hết được. Ba tán cái nó bỏ quả luôn. Chị mua cây gì đấy? Cây đấy là cây gì chị? Cây kim ngân à? Giá bao tiền? Giá 150.000. À, cây kim ngân. Cây này là mua về nhà là nhiều tiền đấy. Nhà có nhiều tiền đấy. Vâng. Vâng. Kim ngân. Mà kim ngân là thắng luật lệ đấy. Đấy, ngày hôm qua là nhiều tiền nhiều bạc và kim ngân là thắng luật lệ. Và ngày hôm qua là 20 tháng 10 đúng không? Thì hôm nay 21 tháng 10 là vẫn là ngày của chị đấy. À, thế sao chị không mua cái mà có cái tượng, lại mua cái cây và chậu? Dạ, về trồng chậu. À, về trồng chậu.
Với đây tôi thấy có các chị đặt luôn sẵn vào cái tượng bằng sứ phải không? Đấy, sẵn thế chơi mà. Về để thêm. À, về hè, ngoài hè. Thế nếu mà cái cây mà ở trong cái tượng, cái chậu sứ này thì bao nhiêu? 200 ạ. 200, thế là thêm 50 nữa. Vâng. Đẹp ấy, cây kim ngân. Và đây là cây này là cây hoa gì mà đẹp này chị? Đỗ quyên. À, cây đỗ quyên. Đỗ quyên thì giá bao nhiêu? 120 ạ. À, đỗ quyên lại rẻ hơn, 120. Đây, hàng hoa của chị rất là nhiều loại, rất là phong phú này. Cái ru này bao tiền anh? 350 à? À, thế thì được ấy, mua được ấy. Mềm mại. Ru dáng siêu. Dáng siêu nhưng được cái gốc của nó. Nó đơ, đơ. Cũng không đơ. Tay này lấy lỗ chứ. Vì cái đây nó ngắn. Tay này nhỏ. Tay này nhỏ quá. Tay 1 thì nhỏ quá. Nói chung tìm cây nó khó. Nó như là bức tranh được đâu. Mình vẽ nào nên thế đâu. 200-300 nghìn một bệ su du như thế này. Thực ra thì giá thì rẻ. Ừ. Nhưng mà vì là nếu mà ví dụ đổi cho cái này sang cái đây cho hợp lý thì nó mới cân, thì sau mình nuôi già nó mới hợp lý. Bây giờ mà nó đã ngay thì lúc đầu nó không sửa sai được rồi. Đây này, những cái cây du này thì như ý anh nói là cành phóng nó sẽ lớn hơn này. Ví dụ đây này. Đây này, vì cây này này. Đấy, theo ý anh thì cây này là đạt rồi đúng không? Đấy. Tay 1 tay phóng thì nó lớn hơn. Đấy, cây đấy là cân đối hơn. Cái này còn hơn cái cây kia. Cây này mới là cây cân đối và thân nó lại không đơ dẻo này. Đấy. Đấy, cái lô này thì còn được. Và cây lô này. Cây này khả năng là còn rẻ hơn. Bao tiền cây du? 350. Đấy. À, thế còn đúng rồi, đúng rồi. Thế còn cái đinh lăng, cái cần thăng này? Cần thăng này 550. 550. Cần thăng này đắt nhỉ? Vâng. Nhà bác cũng làm cây đấy à? Vâng, có chơi một vài cây. Chơi hay là làm cây bán? Con đi du đi. Chơi thôi anh. Xinh cây đẹp đấy, bằng 1, 2, 3. Anh xem video của anh thôi. À vâng, vâng. Anh ở Sơn Tây nào? Vâng. Vâng. Một cây bằng đuôi cái nước nhỉ? Hả? Một cây đang ở chỗ hàng hoa tít ở đằng cuối này. Anh cũng chịu khó đi hết nhỉ? Vâng. À, đây có cái cây dưới để làm cái dáng này cũng coi dáng tùng. Đấy, chân bay bông đấy. Cây dưới này bao tiền? Cây dưới này 2 triệu ạ. 2 triệu à? Cây dưới chỗ này nó đang ra cái mầm đây đúng không? Vâng, đúng rồi. Cắt cái bỏ. Ấy ấy, đừng cắt bỏ từ đây. À, ý là ông muốn lấy mầm thấp thì. Bởi vì cây tử dưới ấy, còn vượt cả cây tử treo là nó ngược. Ui ông ạ, à, phơi đã lịch rồi. Đây này, nó vượt cây rồi. Cây xanh. Cây xanh cái đầu quân. Xanh quê. Bao tiền cây mai mọc này? Cây này 800 ạ. Nãy vừa nói cây dưới này bao nhiêu nhỉ? 2 triệu à? Cây hoa giấy đấy thì nó sẽ sống chung thân với cái cột đấy. Bỏ cột ra thì chắc là không sống được. Không, đừng để cột này, sẽ trồng một cái cây gì đó. Nó thay vào cái cột. Nếu không thì phải làm cái cây. Cây dưới kia kìa, nó thay vào cái cột. Để là gọi là giấy dưới. Ông cấy con đấy vào đây. Đặt tên là giấy dưới. Nhờ anh Xuân Bắc anh đặt tên hộ, đuổi hình bắt chữ.
À, hai cây quấn vào nhau đây anh gọi là giấy chuối. Được không hả cháu? Ờ. Vẫn ở Đức Bác sang đây đấy à? Ừ. Ờ, chào anh nhá. Và Đỗ Sinh cũng xin dừng video này tại đây để Tùng Tra chuyển tiếp.